Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến một bộ môn mới có tên là quyền năng tưởng. Vậy thì chúng mình được học gì trong buổi ngày đầu tiên của bộ môn quyền năng tưởng? Mình sẽ chia sẻ những kiến thức mà mình được học cho mọi người nghe nhé. Vậy thì theo như mọi người thì khi mà nói đến chữ quyền năng tưởng thì mọi người hiểu như thế nào? Còn theo như mình khi mà mình được nghe được cái bộ môn này và biết được cái bộ môn này thì mình nghĩ là nó là một cái gì đó vô cùng cao siêu, tức là kiểu dạng như là một cái gì đó rất chi là khi mà mình nghĩ về nó nhá, thì mình cảm thấy là có một cái gì nó rất chi là đặc biệt, rất chi là lạ. Thứ nhất là cái tên gọi của nó nghe rất chi là thần bí, rất chi là hay. Thứ hai là mình cũng kiểu rất tò mò, nhất là cái môn học này nó học về cái gì mà nó gọi là quyền năng tư tưởng. Vậy thì cái tư tưởng nó có tác động gì, có những cái ảnh hưởng gì, hoặc là nó có những cái lợi ích gì, những cái điểm nổi trội như nào, thì chúng ta hãy cùng đến với cái bộ môn này và mọi người hãy xem hết những cái video trong cái chuỗi series mình review lại của bộ môn quyền năng tư tưởng thì mọi người chắc chắn là sẽ hiểu rõ hơn. Còn bây giờ đầu tiên thì mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua, và bây giờ đầu tiên thì cũng như là buổi học đầu tiên của mình thì mình học một chút về tức là những cái điều nó cơ bản hơn về cái bộ môn quyền năng tư tưởng. Và hôm đầu tiên thì mọi người học một cái từ có tên là nhất tâm. Và theo như mọi người hiểu thì nhất tâm là như thế nào? Và nhất tâm theo ý của mình thì nhất tức là một, và tâm tức là một cái gì đó ở phía tức gọi là trung tâm đó. Và nhất tâm thì mình dịch ra thì có nghĩa là chúng ta hướng về một thứ trung tâm thôi, tức là tất cả cái hành động, cái suy nghĩ của chúng ta, sự tập trung, sự quan sát của chúng ta đều hướng về một thứ thôi, chứ không phải là ví dụ chúng ta đang nhìn cái này, chúng ta lại nhìn cái thứ kia, thì nó như thế nào nó không phải là nhất tâm. Nhất tâm ở đây là chúng ta chỉ suy nghĩ về một thứ, chúng ta chỉ tập trung vào một thứ thôi. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Thì nó có ảnh hưởng mối liên hệ của nó với cái quyền năng tư tưởng như thế nào? Thường thì khi mà mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như này, khi mà bạn học, tức là khi mà bạn đi học chẳng hạn, và trước khi đến lớp thì trước khi vào tiết học thì cô giáo sẽ kiểm tra bài cũ đúng không? Khi mà bạn cứ nghĩ là mình sẽ bị lên bảng thì có khi là bạn sẽ bị lên bảng thật đúng không? Tức là hoặc là khi mà bạn tự dưng trong đầu bạn suy nghĩ là thế rồi có khi tìm nữa mình phải lên bảng rồi, thì chắc chắn là bạn sẽ bị lên bảng thật. Thì đó chính là cái quyền năng tư tưởng, tức là chúng ta nghĩ gì về nó, chúng ta tập trung suy nghĩ về nó thì cái điều đó sẽ trở thành hiện thực. Giống như cái lúc mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ phải lên bảng, cái lúc đó chắc chắn mình tin chắc là chúng ta chỉ tập trung, chúng ta chỉ suy nghĩ về cái việc là chúng ta bị gọi lên bảng, chúng ta không được bài cũ mà thôi. Còn chúng ta sẽ không nghĩ bất cứ một cái gì khác cả, hôm nay chúng ta ăn gì hay mặc gì, chúng ta đi chơi gì đâu, chắc chắn luôn. Mình cũng đã từng trải qua cả đó rồi, và khi mà mình nghĩ là mình sẽ bị lên bảng thì chắc chắn là mình sẽ bị lên bảng. Và đó chính là cái tức là cái đó nó là quyền năng tư tưởng theo một cái ví dụ đơn giản, theo tức là những cái mà mình thực sự mình nhìn thấy ngoài đời, thì đó chính là quyền năng tư tưởng. Và khi vào MX thì mình mới biết được cái tên đó là quyền năng tư tưởng. Trước đó thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình nghĩ gì thì nó sẽ trở thành hiện thực thôi, chứ mình không nghĩ là mình không đặt tên, mình không gọi tên của nó là quyền năng tư tưởng. Và khi mà mình lên MX thì mình học cái bộ môn này mình rất là hứng thú, tại vì nó liên quan rất nhiều đến cái sự việc trong cuộc sống của chúng ta, những cái điều mà chúng ta không thể giải thích được. Thì quyền năng tư tưởng nó có, tức là nó sẽ có một chút có thể giải thích được, cũng như là cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái vấn đề, những cái hiện tượng đấy nó sẽ ra như thế nào. Và ở đây cái từ nhất tâm đầu tiên mình học thì làm sao để chúng ta có thể nhất tâm được, làm sao chúng ta tập trung vào một thứ, thì chúng ta sẽ có ba yếu tố. Thứ nhất là chúng ta tập trung, thứ hai chúng ta quan sát, thứ ba chúng ta suy nghĩ về nó. Chỉ khi mà chúng ta làm được ba điều này thì chúng ta có thể nhất tâm được. Thứ nhất là chúng ta tập trung vào một vấn đề mà chúng ta hướng đến mà thôi. Ví dụ như là khi mà bạn đang bị hàng một công việc A, chỉ nghĩ về nó thôi, thì chúng ta sẽ không nghĩ đến là hôm nay chúng ta chơi gì, chúng ta có những người bạn như thế nào, chúng ta đang sống như thế nào, chúng ta chỉ nghĩ về công việc đó thôi. Và thứ hai là chúng ta cần phải quan sát đây là cửa sổ của tâm hồn, hoặc là quan sát là tức là nó là cái điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ. Quan sát là vô cùng quan trọng, nhưng mà không phải là chỉ quan sát không, quan sát thì phải đi kèm với tập trung, và quan sát phải đi kèm với những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta nữa. Quan sát chứ không phải cứ quan sát đấy, chúng ta quan sát đi kèm với tập trung suy nghĩ, thì chúng ta định là quan sát một người nào đó, chẳng hạn chúng ta chỉ nhìn thấy họ thôi, chứ không phải chúng ta quan sát người A chúng ta nhìn thấy B, có nhìn thấy C được, thì đó không phải là cái sự tập trung quan sát. Chúng ta chỉ hướng mục tiêu của chúng ta vào một hướng mục tiêu của chúng ta vào một thứ thôi, vào trung tâm của một thứ thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát được một cách tốt nhất, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra được những cái suy nghĩ, những cái góc nhìn, những cái đánh giá là khách quan nhất, mà không phải là cái theo cái ý thức chủ quan của chúng ta. Chúng ta nếu mà chúng ta có làm được ba điều đó thì chúng ta sẽ nhất tâm được, và từ khi chúng ta nhất tâm được thì chắc chắn là chúng ta sẽ hình thành nên cái quyền năng tư tưởng. Giống như cái ví dụ của mình lấy ấy, thì nó rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà làm được điều đó thì thực sự nó không phải là dễ. Và thường thì chúng ta nhất tâm và chúng ta để tạo ra một cái quyền năng tư tưởng thì
thế mình mà khi mà mình nghe thì mình cảm thấy là các bạn phải làm một việc rất là lớn mạnh, rất là lớn lao gì đó thì chúng ta mới cần đến quyền năng tư tưởng. Và thật ra thì nó cũng có lợi và nó cũng có hại thôi. Và theo mình thấy bây giờ thì mình cảm thấy là nó đang có lợi với bản thân mình, và tức là khi mà mình tập trung vào một thứ, mình nhất tâm vào một thứ thì mình sẽ đạt được cái thứ đấy dễ dàng hơn so với cái việc là chúng ta suy nghĩ nó một cách vòng vo, suy nghĩ nó tức là chúng ta cứ đi luẩn quẩn ấy thì chúng ta sẽ khó đạt đến cái thành công hơn. Và sau khi mà chúng ta đã suy nghĩ được thì chúng ta phải ghi nhớ nó, đúng không? Và bây giờ ngày nay thì mình có một cái điểm đặc biệt muốn chia sẻ với các bạn, chính là chúng mình đã học được bốn cái cách để có thể ghi nhớ tốt hơn và lâu hơn. Và bốn cái cách này thì nó sẽ khi mà chúng ta học ra bốn cái cách này thì chúng ta sẽ cái kiến thức mà chúng ta ghi nhớ chúng ta nhận được bên ngoài thì nó sẽ là kiến thức của chúng ta, và nó sẽ nó sẽ ghi nhớ theo cái lời văn của chúng ta, theo những cái ngôn từ của chúng ta, chứ không phải chúng ta dồn ép buộc của người khác. Và những cái cách này thì mình thấy nó khá là hay, nó khá là tốt, nó khá là chất lượng, và mình cũng đã thực hành nó rồi. Mình cảm thấy là nếu mà chúng ta nhớ được cách này thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ rất lâu, rất dài. Và không chỉ như vậy, chúng ta còn rất tức là chúng ta hiểu rất rõ cái bản chất của nó, chúng ta hiểu tường tận gốc rễ, và ngày ngày chúng ta có thể phát triển nó lên một chút. Và những cái như vậy thì khi mà chúng ta có cái sự ghi nhớ lâu, nhớ lâu lại còn hiểu sâu biết rộng thì chắc chắn là chúng ta làm gì sẽ thành công, và chúng ta sẽ có một cái nguồn kiến thức phong phú. Từ đó thì cái khi mà chúng ta đã có nhiều kiến thức thì chúng ta sẽ có tự tin, sự bản lĩnh, và từ đó thì chúng ta sẽ không có những cái gì sợ hãi, chúng ta không có gì e ngại cả. Lúc đó chúng ta sẽ tự tin, chúng ta sẽ trở thành chính bản thân của chúng ta, và lúc đó chúng ta có thể xóa được cái con người mà chúng ta đã xây dựng rất nhiều năm trước. Nó không phải do chúng ta xây dựng đâu, mà do bố mẹ, do môi trường, do tất cả cái yếu tố xung quanh chúng ta xây dựng nên chúng ta. Lúc đó chúng ta có thể là cởi bỏ được cái con người rất nhiều năm trước và xây dựng nên một con người mới của chúng ta. Lúc đó thì cái kiến thức đó sẽ là kiến thức của chúng ta, không phải kiến thức của bên ngoài. Kiến thức do chúng ta tự xây dựng nên, do chúng ta tự sắp xếp và theo cái logic, theo cái trật tự của não bộ chúng ta và cái sự ghi nhớ của chúng ta. Và bây giờ thì không để các bạn phải đợi lâu nữa thì chúng mình sẽ bật mí một cách đấy. Thứ nhất là chúng ta ghi nhớ bằng cái cách là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nó. Và lặp đi lặp lại nó bằng cái cách như thế nào? Bằng cái cách là chúng ta hãy x lần đầu như này. Tức là khi mà chúng ta ngày ví dụ như bạn học từ mới tiếng Anh, nó không khác gì cả. Khi bạn học từ mới tiếng Anh ngày đầu tiên bạn học nó học 5 từ chẳng hạn. Ngày hôm sau bạn học thêm 5 từ nữa nhưng bạn vẫn học lại 5 từ đấy. Và một tháng sau thì bạn lại gom lại những cái từ mà bạn đã học, bạn lại học lại 5 từ nữa. Và vài tháng sau hoặc vài tuần sau gì đấy, còn lại chúng ta sẽ có những cái mốc thời gian xác định để có thể làm lại nó một cách hoàn hảo nhất, một cách ok nhất. Và từ đó khi mà chúng ta làm lại nhiều lần rồi thì tự dưng chúng ta sẽ có, tức là nhất là chúng ta sẽ có một cái thói quen này. Thứ hai là chúng ta sẽ, tức là chúng ta sẽ có một cái gì đấy là, tức là cái điểm mà chúng ta lặp đi lặp lại nó ngấm sâu ở trong bản chất của chúng ta, trong người chúng ta rồi, thì nó sẽ tự hình thành nên một cái tính cách mà chúng ta làm con người không đi nhanh, chậm mà chúng ta ăn mặc chắc mức nào, làm mức nào chắc mức đấy, nếu đó chúng ta sẽ trở thành một con người chín chắn, một con người chắc chắn, không phải một con người nhanh cầu đoạn. Và đó cũng là một cái cách để chúng ta có thể rèn luyện cái phẩm chất như là cái đạo đức của mình. Và chúng ta lặp đi lặp lại được mỗi ngày như thế thì đòi hỏi chúng ta phải rất kiên trì về nó, thì đó cũng là một cái cách để chúng ta rèn luyện cái phẩm chất đạo đức của mình, trở thành một người kiên trì, một người có ý chí. Thì lúc đó chúng ta làm việc gì hẳn sẽ lên. Bác Hồ thường có cái câu mà rời núi và đất biển có chỉ ăn làm nên, thì đó chính là một trong những cái yếu tố mà mình, tức là về thần trí mình cảm thấy đó là một trong những yếu tố rất lớn để quyết định chúng ta thành công hay không. Khi mà chúng ta có trí tuệ, thứ nhất chúng ta có ý chí, chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ, tức là chúng ta sẽ đến đạt được cái thành công. Mình cũng không biết là nó nhanh hay là nó chậm, nhưng mà chỉ chúng ta có trí thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Và cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người là đó chính là chúng ta hãy liên kết nó với một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như là khi mà bạn hôm nay bạn được tiếp thu một cái nguồn kiến thức mới, đúng không? Nhưng mà nó không thuộc về cái ngôn ngữ, tức là nó không phù hợp với cái ngôn ngữ của bạn, thì bạn hãy đổi với nó, bạn hãy quy nó ra một cái ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của bạn, cái ngôn ngữ của bạn dễ hiểu nhất. Tức là nó những cái thứ mà nó gần gũi với bạn, mà nó đang những cái thứ mà cái sự vật hiện tượng nó gần gũi với bạn, nó ở xung quanh bạn, nó quen thuộc với bạn, hãy liên kết với nó để khi mà chúng ta nhắc đến cái sự vật tư, những hiện tượng mà nó chúng ta đã nhớ rồi, chúng ta đã tức là nó đã xung quanh chúng ta rồi, xuất hiện xung quanh chúng ta rồi, thì tự dưng chúng ta sẽ nhớ đến những cái khác nữa, và đó là những cái sợi dây liên kết. Lúc đó thì trong cái trung tâm thần kinh của chúng ta nó sẽ tạo ra nhiều những cái mắt xích, và những cái mắt xích nó sẽ liên kết với nhau, và khi mà chúng ta đã liên kết nó thành một cái chuỗi khối dài thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào
quên được. Tại vì chúng ta chỉ cần đọc hiện điểm A thì nó sẽ hiện điểm D, và lúc đó thì chúng ta sẽ tự có một cái map về kiến thức trong đầu, và lúc đó thì chúng ta sẽ tự trở thành một con người hiểu sâu, hiểu rõ nguyên nhân. Còn sâu thì mình chưa biết, sâu thì phải nhờ cái quá trình excellence từ ngành nó có thể sâu được. Và cái cách thứ ba mà mình chia sẻ với mọi người đó chính là chúng ta hãy, tức là chúng ta hãy tạo điểm nhấn. Tạo điểm nhấn ở đây thì có thể là dùng lời nói, dùng hành động, hoặc là dùng những cái âm thanh hình ảnh. Ví dụ như khi mà thầy bạn giảng bài chẳng hạn, thầy bạn có thể kết hợp thêm một số những cái hình ảnh thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn, đúng không? Và cái giọng điệu của thầy có khác thì cũng sẽ giúp chúng ta nhớ lâu hơn. Và ở LX thì mình thì có một việc rất là bất ngờ so với những khoảng thời gian trước mà mình đi học, thì mình cảm thấy là những thầy cô ở trên LX thì đều dạy, tức là đều dùng cái cách là chúng ta là tạo những cái điểm nhấn ấy để cho học sinh dễ nhớ hơn và ghi nhớ cái bài lâu hơn ấy. Thì ở đây thì mình thấy các thầy thì dùng cách là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, phơi nhiễm này, thứ nhất là cái thứ nhất này, thứ hai là dùng cái giọng điệu ấy. Ví dụ khi lúc chấm lúc bỏng thì sẽ giúp chúng ta nhớ dễ hơn. Thứ ba là chúng ta kể cái câu chuyện, dùng những cái hình ảnh, những cái tiếng động, hành vi, những cái hành động ấy, thì lúc đó thì chúng mình sẽ ghi nhớ bài tốt hơn. Và đó là một cách mà mình thấy rất rất là hay và chúng ta có thể sử dụng nó được. Và chúng ta còn nhỏ như này không, chúng ta vẫn tầm 20 tuổi nhưng chúng ta sử dụng cách đấy rất ok, rất tốt luôn. Và nếu mà mình làm như vậy thì thứ nhất là giọng của mình rất là hay, thứ hai là mình, tức là mình rất hiểu tâm lý của cái người mà mình nói chuyện đạt thông tin, thì lúc đó mình mới có thể tạo điểm nhấn cho người ta và giúp người ta tìm hiểu luôn. Thì đó là một cách giúp chúng ta, thứ nhất là chúng ta xây dựng được thương hiệu bản thân này, thứ hai là chúng ta có thể thấu hiểu bản thân mình được, cái đầu tiên thấu hiểu người khác. Và cái cách thứ tư cũng là cái cách cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người, chính là chúng ta hãy tức là chúng ta hãy trải nghiệm nó qua nhiều cái giác quan khác nhau, tức là không chỉ chúng ta nhìn thấy nó mà chúng ta sờ thì nó, ngửi thì nó, thì nó chúng ta nó cũng giống như những cái mạng lưới xung quanh chúng ta. Thế lúc đó chúng ta sẽ tức là khi ngửi thấy chẳng hạn, chúng ta sẽ tự nhớ đến nó chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái cách mà mình, nhưng mà mình thấy là cái cách này mình chưa ứng dụng nó nhiều bằng ba cái cách trước. Và đó là những cái cách mà mình đã chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể ghi nhớ một cách tốt hơn về tất cả mọi thứ, về công việc, về học tập, về nói chung là về tất cả mọi thứ. Nếu mà chúng ta có thể ghi nhớ được bằng một trong bốn cái cách đấy thì nó rất tốt. Còn nếu chúng ta có thể ghi nhớ được tất cả thì nó lại tốt hơn. Và lúc đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ phong phú, nó sẽ đa dạng hơn. Nó có rất nhiều cách để chúng ta có thể xoay chuyển ghi nhớ, và tùy vào từng trường hợp, từng kiểu, tức là từng cái người mà mình truyền đạt đến, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cách khác nhau. Lúc đó chúng ta sẽ, thứ nhất là cái bài thuyết trình chúng ta sẽ trở nên sinh động hơn, và khi chúng ta sẽ tạo được cái cảm giác hào hứng cho người nghe, và lúc đó thì chúng ta sẽ trở thành một người có giá trị hơn. Và đích đến cuối cùng là chúng ta sẽ trở thành một con người giá trị, chúng ta có thể trao đổi những cái giá trị này cho xã hội và cho tất cả mọi người xung quanh để đổi lấy tiền bạc, đổi lấy cái vật chất cho chúng ta sinh sống, của chúng ta phát triển. Thì đó cũng chính là một trong những cái cách để chúng ta có thể tạo ra những cái giá trị riêng cho bản thân mình và xây dựng thương hiệu cho bản thân mình. Và bây giờ mình đã hết, cảm ơn mọi người đã nghe.